Hello, mình là Chun và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Trong video của ngày hôm nay, mình rất hào hứng được chia sẻ với các bạn những suy nghĩ của chúng mình về một bộ phim tâm lý giật gân của đạo diễn David Fincher mà mình cảm thấy rất thích, đó chính là Gone Girl. Không để mọi người chờ đợi lâu thêm nữa, chúng mình cùng bắt đầu video thôi. Gone Girl là một bộ phim do David Fincher làm đạo diễn và được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn vào năm 2012. Có thể nói, Gone Girl chính là điển hình phong cách làm phim của David Fincher khi ông đã dẫn dắt khán giả vào một điệu nhảy mê hoặc của kịch tính, bất ngờ và hoảng sợ một cách vô cùng tài tình và tinh tế. Điệu nhảy mê hoặc này được lấy bối cảnh ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ và bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ về một người đàn ông có vợ bị mất tích. Để rồi từ đó, những câu chuyện thú vị dần được hé mở, đưa người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thời lượng 149 phút của bộ phim chính là 149 phút rượt đuổi của những màn đấu trí mãnh liệt giữa thiện ác, đúng sai và ranh giới nhạt nhòa của nó. Video này sẽ giải thích toàn bộ nội dung phim, nên nếu bạn nào chưa xem phim thì hãy tạm tắt đi, còn nếu bạn xem rồi thì hãy ngồi lại cùng chúng mình nhé. Trước khi đi vào phân tích thì mình muốn dành lời khen ngợi đến diễn xuất của nữ chính Rosamund Pike. Cô nàng đã có một màn hóa thân đầy thuyết phục vai Amy trên màn ảnh, vừa quyến rũ, vừa bí ẩn nhưng cũng đáng sợ, khác hẳn với vẻ ngoài hoàn hảo mà cô ta tạo ra trong mắt những người xung quanh. Điểm ấn tượng nhất ở đây có lẽ chính là ánh mắt sắc lẹm, thể hiện đầy đủ những cung bậc cảm xúc của nhân vật, từ vẻ tự tin thỏa mãn đến thất vọng tức giận, rồi gian ngoa xảo trá, rồi giả dối lọc lừa. Rosamund Pike đã thể hiện tài tình, diễn mà cứ như thể không diễn. Bên cạnh đó, âm thanh và hình ảnh cũng là hai yếu tố góp phần làm nên cái hay của bộ phim. Công nghệ quay phim 6K đã giúp đem lại những hình ảnh đẹp nhất, hoàn hảo mượt mà, giúp người xem như đắm mình vào trong những tình tiết thâm trầm, bí ẩn của câu chuyện này. Trong không khí u ám, âm thanh lại được thể hiện nhanh đến réo rắt. Có lẽ sự đối lập này đã ngầm báo trước cho người xem về những âm mưu và thủ đoạn còn đang chờ đợi ở phía sau. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nghiên cứu profile của nhân vật Amy để có được cái nhìn tổng thể cho toàn bộ câu chuyện này nhé. Trong chuyện, Amy được khắc họa là một sociopath, một người được coi là sociopath khi họ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chứng bệnh này bao gồm các đặc điểm như coi nhẹ cảm giác của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, thao túng người khác, ích kỷ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình. Và ngọn nguồn trở thành một sociopath này của Amy có lẽ được bắt đầu từ chính tuổi thơ của cô nàng. Trước khi trở thành trung tâm của cuộc điều tra tìm kiếm tung tích trên diện rộng, Amy đã là cái tên quen thuộc với hàng triệu trẻ em như hình mẫu nhân vật Amy trong những cuốn sách ảnh The Amazing Amy do chính ba mẹ của cô viết ra. Bố mẹ của Amy đã tạo ra một cuốn sách lấy nguyên mẫu từ con gái nhưng không lấy hoàn toàn là sự thật mà chủ yếu hư cấu sao cho người đọc thích nhất, yêu mến nhân vật nhất. Những cuốn sách sinh động này đã khắc họa một Amy vô cùng cừ khôi, tài hoa, vừa có thể đánh vĩ cầm rất hay, vừa có thể chơi bóng chuyền rất giỏi. Bên cạnh đó, trong suốt chuyến phiêu lưu của nhân vật Amy, cô bé luôn dũng cảm đối mặt với thách thức và có những cách giải quyết vấn đề thông minh. Có lẽ vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, dưới sự kỳ vọng của gia đình và xã hội, Amy dần dần nảy sinh lòng đố kỵ với phiên bản hoàn hảo của chính mình. Đáng buồn hơn cả, điều đó đã dẫn đến việc cô không còn coi trọng danh tính và con người thật của mình nữa. Vì là một sociopath, nên mỗi khi tiếp xúc với ai đó, Amy đều nghiên cứu về mẫu người mà người đó thích, rồi giả vờ trở thành con người đó để dễ bề thao túng và kiểm soát họ. Nếu nạn nhân có từ chối hoặc cố thoát khỏi Amy thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trong tiểu thuyết, Hilary Hindi, bạn thời trung học của Amy, chỉ vì dám có bạn trai trước nên đã bị Amy sắp đặt vu khống cho việc rình rập và đẩy cô xuống cầu thang. Nạn nhân tiếp theo là Tommy. Amy báo cảnh sát anh chàng này vì tội hiếp dâm cô. Chỉ là Tommy đáng thương không hề biết rằng người yêu mình đã chuẩn bị công phu những sợi dây trói và lên kế hoạch dụ anh làm tình với mình mà không hề hay biết âm mưu phía sau tỉ mỉ và tài tình như thế nào. Thế nhưng, chỉ đến khi gặp Nick, Amy mới thực sự bị thử thách. Ban đầu, mục đích của Amy chỉ đơn giản là tìm hiểu mẫu người con gái mà Nick thích. Nick thích mẫu người con gái dễ chịu nên Amy đã cố gắng trở thành con người như vậy để tiếp tục thỏa mãn chứng thích kiểm soát vốn có của mình. Thế nhưng nào ngờ, Amy đã gặp phải một người cao tay. Anh chàng này khác với những người trước đó ở việc anh ta biết cách trở thành người mà Amy thích. Nick đã khoác lên mình vỏ bọc của một kẻ thông minh, dí dỏm, đúng với mẫu người của Amy, nên anh là người duy nhất đã dụ dỗ được cô bước vào cuộc chơi này. Để rồi đến đây, cô ấy đã có một quyết định quan trọng đời mình, đó là tiến đến hôn nhân với Nick. Xét cho cùng, cái tâm lý muốn che đậy cho con người thật của mình thực chất không quá khó hiểu và xa lạ. Nhiều người thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, bởi vì bắt đầu từ đây, con người ta mới bộc lộ bản chất thật sự của mình. Tuy nhiên, thực tế thì trong tình yêu hay trong bất kỳ một mối quan hệ nào, chúng ta đều có tâm thế, tốt khoe, xấu che. Chỉ đến khi phải chung sống với nhau hay làm việc với nhau trong một khoảng thời gian dài, tấm mặt nạ ấy mới dần dần được gỡ xuống. Sẽ có người cảm thấy hụt hẫng, thất vọng,
mất niềm tin, nhưng cũng sẽ có người biết thông cảm và học cách chấp nhận. Chính vì thế mà hôn nhân hay bất kỳ một mối quan hệ nào mới muôn màu muôn vẻ, mới có những kết quả khác nhau dù xuất phát điểm đều là một như vậy. Trong câu chuyện này, Amy và Nick không thể vượt qua được sự khác biệt trước và sau trong hôn nhân. Khi cả hai tháo xuống tấm mặt nạ của mình, khi Amy không hiền lành ngoan ngoãn như Nick nghĩ và Nick không hoàn hảo như Amy muốn, thì đến đây, bi kịch mới thực sự bắt đầu. Amy dần dần mất niềm tin vào chồng, mất hy vọng vào hôn nhân, còn Nick thì ngoại tình với một cô gái trẻ. Nhưng nếu như câu chuyện chỉ đơn giản như thế, thì đã không có một cuốn tiểu thuyết ăn khách và cần đến trí óc tài hoa của David Fincher. Cái hay của Gone Girl chính là một cô gái thông minh, khéo léo và mắc chứng sociopath như Amy sẽ làm gì trong tình huống này. Có thể nói, tình yêu của Amy dành cho Nick là không thể chối cãi. Nên đối với Amy, không gì đau đớn bằng việc chồng mình ngoại tình, xem thường và luôn nói dối cô ấy. Một người thích kiểm soát như Amy lại càng đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến hành động mà chồng làm cho nhân tình giống y hệt cách thức mà hai người họ tán tỉnh nhau thời còn yêu. Thế nhưng, cô ấy không hề làm dùm beng mọi chuyện ngay khoảnh khắc ấy, không gào thét, không khóc lóc, cũng không thèm tra hỏi người chồng. Có lẽ, Amy đã trở thành một người con gái dễ chịu. Thực sự cái dễ chịu này của cô khiến chúng ta không khỏi rùng mình, kinh sợ. Từ đây, cô ấy bắt đầu lên một kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo đến từng chi tiết. Trước đó, Amy đã có thói quen viết nhật ký giả tạo từ năm 2005 đến năm 2012. Để tạo dựng độ tin cậy cho câu chuyện này, những câu chuyện về Nick đều được đan cài với một nửa là thật và một nửa là giả. Vào ngày Valentine, Amy cố tình mặc áo hồng đi xuống một khu tội phạm, giả vờ hoảng loạn và mua một cây súng. Hình ảnh này sẽ khiến người bán súng ấn tượng và có thể dùng làm bằng chứng, chứng minh cho cảnh sát khi họ tìm đến ổ tội phạm này. Amy thiết kế đâu ra đấy trò săn kho báu để dụ Nick làm những chuyện giống như một ông chồng giết vợ. Cô nàng thông minh này còn sắp đặt manh mối thứ ba ở ngay nhà bố của Nick, đổi mật mã chống trộm và đi xuống hầm đốt cuốn nhật ký. Khi Nick tìm đến được ngôi nhà của ông bố, đoán trước việc anh ta sẽ nhập mật khẩu cho máy chống trộm, Amy đã lén đổi mật khẩu. Tiếng kêu của chiếc máy đã dẫn cảnh sát đến và ngay ngày hôm sau, họ phát hiện một cuốn nhật ký ở dưới tầng hầm. Họ sẽ nhớ đến điều gì? Tất nhiên là sự việc ngày hôm trước Nick đến đây để đốt cuốn nhật ký tố cáo Nick của Amy. Amy tốt nghiệp với tấm bằng tâm lý học tại Harvard, nên việc cô có thể đoán trước được hành động của Nick là không quá khó hiểu. Tất cả đều xảy ra trơn tru theo đúng kế hoạch của Amy. Cô ấy không những qua mặt được cả dư luận, truyền thông, tay luật sư khét tiếng mà cả giới cảnh sát cũng phải chịu thua. Kể cả khi Amy bị cướp hết tiền, trong túi chỉ còn vài đồng xu lẻ, cô cũng biết cách tự bảo vệ bản thân bằng cách tìm đến kẻ si tình giàu có, Lizzie Collins. Một cô gái quá đỗi thông minh, mạnh mẽ, khôn khéo và có sức mạnh quật cường. Thế nhưng, có lẽ bởi vì từng có một tuổi thơ phải chịu nhiều áp lực và kỳ vọng, cũng như mắc chứng bệnh sociopath, nên cô ấy hình thành những phản ứng tiêu cực và mắc phải những sai lầm nghiêm trọng mà chúng ta không thể dung thứ. Có rất nhiều luồng ý kiến sau khi xem bộ phim này. Thường thì đàn ông sẽ xoáy sâu vào lòng dạ đàn bà mà cất tiếng than rằng sợ đàn bà quá, có khi chẳng dám lấy vợ. Còn phụ nữ thì bi ai mà nói, hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Thế nhưng thực sự thì, như mình đã nói ở trên, cùng một hoàn cảnh với những cách giải quyết khác nhau sẽ có những kết quả khác nhau. Chỉ là hai nhân vật trong phim không thể dung hòa cho thiếu sót của đối phương dẫn đến bi kịch trong hôn nhân thì không có nghĩa là tất cả các cuộc hôn nhân nào cũng vậy. Vậy nên hãy vững tin và tiếp tục tin vào tình yêu và hôn nhân nhé. Amy dù có tàn ác thế nào, có độc đoán ra sao thì cũng không thể phủ nhận tình cảm mà cô ấy dành cho Nick cũng đơn thuần như bao người phụ nữ ngoài kia. Minh chứng rõ ràng nhất là chi tiết khi Amy nghe được những lời nói đường mật của Nick trên truyền hình. Chỉ với ba từ, anh yêu em, Amy của Nick, Amy đã thực sự động lòng. Từ chỗ muốn tự tử và đẩy chồng vào tù, Amy đã lên kế hoạch trở về với Nick. Chỉ tiếc thay, kế hoạch này của cô lại kéo theo cái chết của người đàn ông tội nghiệp, Lizzie Collins. Thế nhưng điều đó cũng đủ cho thấy cô yêu Nick đến giường nào. Cô không tham tiền tài, danh vọng của Daisy, cũng chẳng động lòng trước tấm chân tình của anh. Đạo diễn đã xây dựng nhân vật Daisy có thể nói là khá hoàn hảo khi anh này sở hữu cơ ngơi đủ sộ cùng tấm chân tình dành cho Amy. Có thể mới biết, đôi khi phụ nữ cũng chẳng cần gì nhiều. Cái họ cần phải chăng chỉ là được ở bên người mà họ quan tâm nhất. Để rồi từ đây, có thể cánh đàn ông sẽ phải giật mình nhìn lại. Một người phụ nữ với tình yêu đơn thuần nhất, khi đã bị đẩy đến cùng cực của sự nhẫn nhịn, đàn ông hãy coi chừng đấy. Và tất nhiên cũng đừng đòi hỏi phụ nữ phải là những cô nàng dễ chịu khi mà cánh đàn ông không thật lòng yêu thương gì họ. Và Amy đã viết gì nào? Người ta thường nói, tình yêu nên là vô điều kiện. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đều đã rất sai lầm. Rằng tình yêu đáng lẽ phải có nhiều điều kiện. Tình yêu nên đòi hỏi cả hai phía, lúc nào cũng phải thể hiện hết mình. Tình yêu vô điều kiện là một tình yêu vô kỷ luật. Và như chúng ta đã thấy, tình yêu vô kỷ luật thì thảm khốc đến thế nào? Dường như, cả bộ phim này,
một Amy sắc sảo nhất, lý trí nhất đã cho chúng ta thấy thế nào là sự thảm khốc của một tình yêu vô kỷ luật rồi. Không chỉ là một bộ phim đầy bất ngờ và kịch tính, không chỉ là những câu chuyện thú vị về cuộc sống và tình yêu, mà hơn cả đó, Con Girl có giá trị phơi bày những mặt trái của truyền thông và ảnh hưởng của chúng đối với xã hội. Có thể thấy trong phim, Amy có một hình tượng đẹp trong mắt công chúng. Cô nổi tiếng với hình mẫu Amazing Amy được hàng triệu trẻ em mến mộ, là một nhà văn có tài, tốt nghiệp Harvard danh giá, cha mẹ có học thức. Vì xuất thân cao quý như vậy lại đang được cho là có thai, nên khi đứng trước dư luận, hình ảnh của cô luôn đại diện cho sự uy tín. Còn Nick, dù cũng là một nhà văn và một chủ quán bar, nhưng hình tượng của anh trong mắt dư luận đã bị sụp đổ khi tình tiết anh tống cha mình vào viện dưỡng lão và ngoại tình với cô gái trẻ được tiết lộ. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, nhưng trong câu chuyện này, hình ảnh của Amy đẹp hơn, cô ấy được yêu thương và đón nhận hơn. Trong phim, ta có thể thấy lúc nào các nhân vật cũng lo lắng liệu dư luận có đón nhận mình không, có ghét mình hay không. Tưởng như việc người khác nghĩ gì về mình không quan trọng, nhưng trên thực tế, nếu dư luận chĩa mũi nhọn vào ai đó, thì người đó sẽ vô cùng bất lợi. Điều đó đủ cho ta thấy, dư luận xã hội, dù đúng hay sai, cũng có sức mạnh lớn như thế nào. À, nhân tình trẻ của Nick thường ngày luôn mặc áo nịt ngực cùng với nụ cười mời gọi danh mãnh, nhưng khi xuất hiện trước báo chí lại chỉ mặc đồ như ma sơ và gương mặt thảm sầu. Trong buổi họp báo đầu tiên, Nick mặc quần áo xuề xòa thông báo vợ mất tích, nhưng đến khi xuất hiện trên talk show minh oan cho bản thân, anh lại vận lên người bộ vest nhẵn nhụi cùng cà vạt và đồng hồ xịn để trông ra dáng một người đàn ông nghiêm túc, đáng tin. Khi quay trở về nhà gặp lại Nick, Amy cũng cố tình mặc lại bộ quần áo lấm lem dính máu. Tất cả những con người này đều biết, công chúng rất dễ bị lừa bởi vỏ bọc bên ngoài và luôn mắc sai lầm, trông mặt mà bắt hình dong. Nick Dunn đã có một màn xoay ngược tình thế ngoạn mục, từ chỗ bị ghét, bị chửi rủa, căm hận, anh đã dần dần lấy được sự cảm thông và yêu thương của mọi người. Đầu tiên, Nick là một người rất biết thời cơ. Sau khi cô tình nhân trẻ thú tội trước truyền thông thì ngay lập tức, Nick đã xuất hiện ngay để nói lời xin lỗi. Sự xuất hiện này của anh đã thu hút 10 triệu view và thay đổi suy nghĩ của mọi người về anh. Bài phát biểu của Nick được luật sư Bob chuẩn bị kỹ lưỡng, trau chuốt từng câu từng từ. Đến cả hành động, nét mặt, cử chỉ, cái gì cũng phải chuẩn xác. Thông điệp mà anh đưa ra phải là những gì mà khán giả muốn nghe. Thái độ được đón nhận phải là thái độ yêu vợ, là lời hứa mong vợ quay về. Chỉ với một lời thú tội ngọt ngào, tôi không phải là kẻ giết người, không có nghĩa là tôi là người tốt. Tôi đã là một người chồng rất tồi với vợ, với gia đình. Nick Dunn đã chuyển hướng dư luận, chuyển từ ghét bỏ sang thông cảm với anh. Có thể nói, chính thái độ của truyền thông và công chúng ảnh hưởng rất lớn tới việc chúng ta là ai, có thể tạo nên sự thật và cũng có thể bẻ cong sự thật. Vậy rốt cuộc, công chúng và truyền thông cuối cùng có bao nhiêu bộ mặt? Tài biến hóa của họ, rốt cuộc có thể nhanh và bạc bẽo đến mức nào? Không chỉ ở trên phim, mà thực tế xã hội đã chứng minh rằng, truyền thông thực chất là những cô ả kiếm tiền và trục lợi trên người ta. Có thể giả vờ thương yêu ta, nhưng chưa bao giờ là người bạn trung thành với ta cả. Ngày hôm nay, những kẻ xa lạ có thể vứt vào ta những lời nói cay nghiệt, thậm chí có thể lên tiếng mắng chửi và xúc phạm ta. Nhưng biết đâu ngay ngày mai thôi, khi ta bỗng trở thành nạn nhân đáng thương trong một vụ án đáng sợ nào đó, cũng chính là những con người ấy sẽ giả bộ yêu thương ta, bênh vực ta. Họ chửi ta để thỏa mãn sự đố kỵ trong họ, còn khi giả bộ yêu thương ta, họ cũng chỉ đang cố gắng xây dựng một hình tượng đạo đức tốt đẹp của họ mà thôi. Mới đây, nữ ca sĩ Sully của nhóm nhạc FX qua đời vì lý do tự tử. Có rất nhiều bài viết và trang báo lên tiếng xót thương cho cô, nhưng cũng chính những tờ báo này, những con người này trong quá khứ đã từng soi mói đời tư cô ấy, đã từng nhận định, phán xét cô ấy là gái hư, để một cô gái như thế phải chịu đựng búa rìu dư luận khi còn ở độ tuổi rất nhỏ. Kết phim, hai nhân vật chính của chúng ta có thể qua mắt được dư luận, lợi dụng truyền thông và đạt được mục đích của riêng mình, nhưng xét cho cùng, họ có hạnh phúc thực sự hay không? Nick Dunn và Amy lại tiếp tục phải diễn kịch, tiếp tục cùng nói dối để che đậy dối trá. Ngoài mặt, họ có thể là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng giá như họ thực sự hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Có lẽ bộ phim này đã đưa đến một thông điệp sâu xa rằng hãy coi trọng giá trị thật sự bên trong thay vì mải mê tạo ra lớp vỏ bọc hào nhoáng nhưng phù du bên ngoài. Vừa rồi là những chia sẻ của chúng mình về Gone Girl. Các bạn có suy nghĩ gì về bộ phim này? Hãy comment ở bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Phê Phim, đừng quên subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình ra trong tương lai nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.